Điện thoại hay.vn, một sản phẩm vạn an tâm. Điện thoại hay cam kết bán điện thoại giá rẻ nhất thị trường. Chào mừng các bạn đã đến với điểm tin đầu tháng 11. Mình sẽ mang đến cho các bạn những thông tin sớm nhất của One Piece mà các bạn sẽ không phải đọc báo mà vẫn cập nhật được đầy đủ. Điểm tin đầu tiên, ở Kumamoto đã khánh thành 5 tượng One Piece. Tượng Luffy được dựng chính thức vào tháng 11 năm 2018 với giá 13 triệu yên. Đây là món quà tri ân mà tỉnh Kumamoto dành cho tác giả Eiichiro Oda. Điều này là để cảm ơn ông đóng góp và hỗ trợ rất nhiều cho quê hương mình sau trận động đất năm 2016. 8 bức tượng khác của Bamboo Dơm cũng sẽ được dựng ở các địa điểm khác của tỉnh. Hiện nay, tượng Sanji được dựng ở thị trấn Masaki, tượng Usopp được dựng ở thị trấn thành phố Aso đã được khánh thành vào tháng 12. Mới đây tại Nhật Bản, người dân tại một thành phố đã tổ chức cả một buổi ra mắt hoành tráng bức tượng đồng Soul King Brook, thành viên của băng mũ dơm. Đây được cho là bức tượng đẹp nhất từ trước đến giờ. Dáng vẻ bức tượng toát lên đúng tinh thần bùng cháy của siêu sao âm nhạc Linh Vương Brook. Đây là một trong các hoạt động tri ân của tỉnh dành cho Oda sau những đóng góp và hỗ trợ để xây dựng, tái thiết quê nhà ông sau trận động đất lớn xảy ra ở Kumamoto. Bức tượng đồng của Brook là bức thứ 5 của băng mũ dơm được khánh thành tại Kumamoto sau Luffy, Sanji, Usopp và Chopper. Cũng như bức tượng trước thì tượng Brook cũng có tranh gốc của Oda, đại diện demo. Tượng Chopper cũng đã được khánh thành vào ngày 7 tháng 11 tại cổng chính sở thú thành phố Kumamoto thuộc tỉnh Kumamoto. Bức tượng đồng của Chopper là bức thứ 4 của băng mũ dơm được khánh thành tại Kumamoto sau Luffy, Sanji và Usopp. Sau tượng Chopper, Brook thì ngày 21 tháng này sẽ đến tượng Franky được khánh thành. Còn lại tượng Zoro, Nami, Robin thì hiện chưa có lịch cụ thể. Điểm tin số 2. Bốn nhân vật nữ của One Piece trong hình dạng váy cưới cô dâu. Thiết kế của Perona cho thấy cô vẫn đi cùng những hồn ma, một con búp bê gấu và chiếc ô đặc trưng. Tất nhiên, trang phục của Perona vẫn mang phong cách Gothic. Nếu bạn nhìn xung quanh, chiếc váy này thậm chí còn giống chiếc váy mà Perona đã mặc khi cô ấy xuất hiện ở Sabaody sau khi time skip. Cũng nên chú ý đến mẫu ma bánh. Chẳng hạn, nếu bạn yêu cầu làm một chiếc bánh với một con gấu và những con ma trên đó thì cũng rất buồn cười. Thứ hai, Vivi. Nefertari Vivi là công chúa của vương quốc Alabasta. Vì vậy, không có gì lạ khi thiết kế của chiếc váy cưới cũng như chiếc bánh trông rất lịch sự và thanh cao. Từ kiểu dáng quần áo đến phụ kiện, mọi thứ đều làm nổi bật ấn tượng về một chiếc váy cưới sang trọng, phù hợp với một công chúa hoàng gia. Thứ ba, Robin. Nico Robin là một trong những nhân vật trưởng thành nhất trong băng mũ dơm. Đúng vậy, cô ấy thậm chí còn trưởng thành hơn cả Brook. Vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi tạo hình một thiết kế mang vẻ cổ điển và thanh lịch, phù hợp với hình tượng của Robin. Thứ tư, Nami. Ngoài ra, còn có thiết kế của Nami nữa. Trang phục của Nami có vẻ phù hợp với màu sắc yêu thích của cô, đó là màu cam. Các sắc thái của màu cam không chỉ được cảm nhận trong các lựa chọn màu sắc. Bó hoa mà Nami đang cầm dường như đó là hoa cây cam, thậm chí còn có thể nhìn thấy quả cam. Trong khi đó, bánh của cô cũng có những quả cam trang trí. Điểm tin số 3, mặc cho doanh thu quý 2 sụt giảm nghiêm trọng, Dragon Ball vẫn đứng đầu Toei Animation 2021, One Piece lại đứng thứ 2. Mới đây, Toei Animation công bố kết quả của quý 2 năm tài chính 2021 được tính từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 30 tháng 9, cụ thể là năm 2021 chứ không phải năm 2020 như mọi người lầm tưởng. Sau khi Toei Animation mô tả hoạt động tài chính của công ty đúng như dự đoán, kết quả tiếp tục bị ảnh hưởng bởi tình trạng khẩn cấp về sức khỏe liên quan đến dịch Covid. Nó không chỉ làm chậm quá trình sản xuất và gây ra nhiều vụ việc delay mà còn dẫn đến việc hủy bỏ các sự kiện chuyên đề. Về kết quả hoạt động so với quý 2 năm 2020 của năm ngoái, doanh thu năm nay là 24,5 tỷ yên, tương đương giảm 15,7%, cụ thể giảm 4,5 tỷ yên so với 29 tỷ yên năm ngoái. Lợi nhuận ròng giảm 670 triệu, chỉ còn 5,6 tỷ yên, trong khi lợi nhuận hoạt động giảm 1,2 tỷ, chỉ còn 7,5 tỷ yên. Dù doanh thu ghi nhận có sụt giảm, nhưng hai ông hoàng luôn nắm top đầu Toei vẫn không bị thay thế bởi một thương hiệu anime khác. Nhưng khi so sánh doanh thu của quý trước, doanh thu có sự cải thiện trong mùa dịch. Dragon Ball mang lại doanh thu tổng cộng 8.706 triệu yên, quý trước là 4.769 triệu yên. One Piece theo sau với tổng doanh thu 4.543 triệu yên, quý trước là 2.141 triệu yên. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ nhấn like, subscribe để đón chào và xin gái hơn và tham gia vào đợt gia đình Shonen nhé. Xin chào và gặp lại các bạn trong những điểm tin tiếp theo.